Siêu thị điện máy của EcoBox xin kính chào quý khách. Hôm nay siêu thị EcoBox xin giới thiệu cho quý khách hàng một chiếc tủ đông của Salaki, dòng tủ dàn đồng một chế độ có inverter tiết kiệm điện. Ký hiệu sẽ là VH-4099A4K. Với dòng tủ model mới và có thêm mặt kính cường lực giúp cho tủ chống va đập và sang trọng hơn. Dòng tủ này thiết kế mặt màu xám các bác nhé, mặt màu xám. Và chúng ta sẽ có hai cửa ở phía trước. Không gian sẽ có là một ngăn. Với dòng tủ này, với tổng dung tích thì các bác có thể xem trực tiếp ở đây. Dung tích là 305 lít, công suất tiêu thụ điện là 220 kW/1 năm. Chúng ta có hàng của Việt Nam. Và đây là tem của Bộ Công Thương đánh giá trên dòng tủ này. Thiết kế thì bên sườn tủ sẽ có hai cánh cửa và có hai khóa mọi nhá, hai khóa. Chúng ta có lớp kính ở phía trên giúp bảo vệ tủ khi chống va đập. Đấy, kính này là kính cường lực. Đấy. Kính này là kính cường lực chống va đập. Và khác với những dòng tủ ở phía bên này, khi mà chảy xước gì nó bẩn, bám bẩn, dùng thời gian thì rất bẩn. Nhưng dòng tủ này các bác chỉ cần lau qua thôi là rất sạch. Rất sạch. Với con tủ này, chiều ngang, ngang của tủ các bác nhé. Ngang của tủ là 1m33 và chiều sâu là 62, chiều cao cũng sẽ là 85. Đấy, kích thước của tủ. Chúng ta sẽ có thêm là hai cửa phía trên này. Đấy. Không gian của hai cửa rất rộng với dung tích 305 lít. Phía không gian bên trong sẽ đi kèm với một quyển hướng dẫn sử dụng kết hợp với một cái khóa, là hai khóa hai bên. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng, một cái hai cái nút, một nút ở bên trong và một nút bên ngoài. Các bác sẽ nút bịt ở góc đây. Đằng sau lưng này sẽ có một cái nút nữa, các bác bịt vào. Ở phía bên này thì mọi người sẽ có thêm một khu vực lốc máy và khu vực ở phía trong này là sẽ rộng hơn. Đấy, các bác nhìn thấy rộng hơn, sâu hơn và một ngăn. Bảo hành thì sẽ được bảo hành điện tử làm 24 tháng và BM sẽ tặng kèm thêm cho mọi người thêm một năm nữa là bảo hành 36 tháng. Đây là số trung tâm bảo hành. Đấy, thông tin kỹ thuật. Và chúng ta có dàn đồng inverter tiết kiệm điện. Model của tủ sẽ là VH-4099A4K. Điều khiển thì sẽ xoáy ở đây. Người xoáy ở đây sẽ ra được. Đấy. Có đèn báo này, đèn báo nguồn này, đèn báo hoạt động này. Dây nguồn sẽ cấp ở phía bên riêng sườn. Màu sẽ là màu trắng rất đẹp. Màu trắng rất đẹp rồi nhá. Hàng thương hiệu của Salaki, chuyên dùng cho những dòng chuyên làm tủ đông, tủ mát. Phía bên trên sẽ có đi kèm khu vực là mút cao su. Mút cao su để giữ nhiệt, kết hợp với phần chống tuyết, bám tuyết ở đây. Chống bám tuyết mọi người nhé, thiết kế này chống bám tuyết. Có bám đây thì nó tự động rơi. Và thiết kế khi ở bên trong này thì tất nhiên là khi đóng đông nó sẽ bám tuyết ở các khu vực bên sườn bên trong này. Thì các bác nào mà nhiều quá các bác phải xả tuyết đi mọi người nhé. Xả tuyết đi. Với dòng này thì hiện tại bên siêu thị điện máy của EcoBox đang bán bảo hành cho các bác là 3 năm tại nhà. Giá sẽ là 9, giá sẽ rơi vào là 8.800.000. 8.800.000 bảo hành điện tử 3 năm, đổi mới cho 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Các bác nào mua sắm nhanh tay liên hệ với siêu thị điện máy của EcoBox ở tại km 13 khu Đông Ba thị trấn Đông Anh, website ecobox.vn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.